1.500 câu giao tiếp tiếng Trung. Phần 5. Hàn ngữ hội họa 1500 句. Đệ ngũ bộ phận. Người thân bạn thế nào rồi? 你的家人怎么样? 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 Bạn có một em trai, đúng không? 你有个弟弟,是吗? 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 Bạn sống cùng bố mẹ phải không? 你和你父母住在一起吗? 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 Không, bây giờ tôi sống ở nhà riêng rồi. Bù, 我现在住在自己的房子了. 不, 我现在住在自己的房子了。不, 我现在住在自己的房子了。 Bạn đã lập gia đình chưa? 你结婚了吗? 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 Hiện tại tôi đang độc thân. 我现在单身. 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 Tôi và cửu Mỹ đã đính hôn rồi. 我和九美订婚了。我和九美订婚了。我和九美订婚了。Tôi và cửu Mỹ đã kết hôn rồi. 我和九美结婚了。我和九美 结婚了。我和九美结婚了。 Hai bạn lập gia đình được bao lâu rồi? 你们结婚多久了? 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 Chúng tôi lập gia đình được 2 năm rồi. 我们结婚两年了。我们结婚两年了。我们结婚两年了。 Bạn quen biết Mary không? 你认识玛丽吗? 你 认识玛丽吗? 你认识玛丽吗? Tất nhiên, chúng tôi là bạn từ hồi tiểu học. 当然,我们从小学就是朋友了。当然,我们从小学就是朋友了。 当然,我们从小学就是朋友了. Thật à, tuần trước tôi mới được giới thiệu với cô ta. 真的,上周末我才被介绍给她.
真的？上周末，我才被介绍给他。真的？上周末我才被介绍给他。Dạo gần đây cô ấy sống thế nào rồi? 最近他过得怎么样了？最近他过得怎么样了？最近他过得怎么样了？Tuần trước Mary lên chức mẹ rồi. 玛丽上星期做妈妈了。玛丽上星期做妈妈了。玛丽上星期做妈妈了。Thật sao? Như vậy vợ chồng cô ấy hạnh phúc quá rồi. 真的吗？那他们夫妻俩真的很幸福了。真的吗？那他们夫妻俩真的很幸福了。真的吗？那他们夫妻俩真的很幸福了。Bọn họ đã ly dị rồi. 他们已离婚了。他们已离婚了。他们已离婚了。Chồng cô ấy vừa mất vài tháng trước, bây giờ cô ấy sống một mình. 她丈夫几个月前去世了，现在她一个人住。她丈夫几个月前去世了，现在她一个人住。她丈夫几个月前去世了。现在他一个人住。Hai bạn không thường liên lạc nhau à? 你们俩没怎么联系吗？你们俩没怎么联系吗？你们俩没怎么联系吗？Đúng vậy, năm nay tôi mới viết một bức thư cho cô ta. 是的，今年我才给她写过一封信。是的，今年我才给她写过一封信。是的，今年我才给她写过一封信。Thế còn cô ta? Tha nè. Tha nè. Tha nè. Năm ngoái cô ta đã gửi một thiệp mừng Giáng sinh cho tôi. Tha qu nian gei wo ji le yi zhang sheng dan ka. Tha qu nian gei wo ji le yi zhang sheng dan ka. Ta qu nian gei wo ji le yi zhang sheng dan ka. Ồ, vậy thì không hay lắm. Ồ, na ke bu tai hao. Ồ, na ke bu tai hao. Ồ, na ke bu tai hao. Đúng vậy, chúng tôi nên liên lạc nhiều hơn. 是的，我们应该联系多点。是的，我们应该联系多点。是的，我们应该联系多点。Bây giờ cô ta đang làm những gì vậy? 他
他现在干些什么呢? 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 他告诉我他想开公司。 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 Mở công ty, tôi cứ tưởng cô ta sẽ trở thành một học giả. Khai công sư, 我原以为他会成为一个学者. Khai công sư, 我原以为他会成为一个学者. Khai công sư, 我原以为他会成为一个学者. Con người đang luôn thay đổi, phải vậy không? 人总是在变，不是吗？ 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 人总是在变, Đúng, bạn nói đúng, cô ta có năng lực kinh doanh. 是啊,你说的对,他完全有经商才智。是啊,你说的对,他完全有经商才智。是啊,你说的对,他完全有经商才智。 Nhưng cô ta không có nhiều kinh nghiệm lắm. Tàn tha mấy yếu thai tua kinh nghiệm. Tàn tha mấy yếu thai tua kinh nghiệm. Tàn tha mấy yếu thai tua kinh nghiệm. Văn phòng nào là của ông Trương? Nà jian shi Zhang xian sheng de ban gong shi? 哪间是张先生的办公室? 哪间是张先生的办公室? Tầng 3 phòng 201. 3楼 201 房 间. 3楼 201 房 间. 三楼201房间. Tôi có thể dùng thang máy không? 我能用电梯吗? 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 Xin lỗi, nó hỏng rồi. Ông chỉ có thể đi thang bộ thôi. 对不起,它坏了,您只能走楼梯了。对不起,它坏了,您只能走楼梯了。 Thang bộ ở đâu vậy? Lầu thi tại nà lì nè? Lầu thi tại nà lì nè? Lầu thi tại nà lì nè? Đi dọc hành lang ở bên tay phải của ông. Dán trở dầu lãng dầu, tại nín yêu sầu biên. Dán trở dầu lãng dầu, 在您右手边。沿着走廊走,在您右手边。
cảm ơn bạn chỉ đường cho tôi. 感谢你给我指路. 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 Có thể giúp tôi đóng cửa sổ lại được không? 能帮我关一下窗户吗? 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 Tất nhiên là có thể rồi. 当然可以. 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 Tôi muốn đến hiệu sách. Bạn đi với tôi không? 我想去书店. 你跟我去吗? 我想去书店. 你跟我去吗? 我想去书店. 你跟我去吗? Tôi rất sẵn lòng, nhưng chỉ sợ tôi không có thời gian. 我很乐意, 但我恐怕没时间. 我很乐意, 但我恐怕没时间. 我很乐意, 但我恐怕没时间. Bạn có thể cho tôi biết chỗ nào có thể tìm được những quyển sách này không? 你能告诉我在哪能找到这些书吗? 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 Đương nhiên rồi. Tăng rãn lờ. Tăng rãn lờ. Tăng rãn lờ. Rất vui. Hẳn cao xinh. Hẳn cao xinh. Hẳn cao xinh. Xin lỗi, bây giờ tôi đang bận. 对不起,我现在正忙着. 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 Xin lỗi, chị cho tôi hỏi bưu điện ở đâu ạ? 对不起,小姐,请问邮局在哪里? 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 Rẽ một cái là đến. 转弯就是. 转弯就是, 转弯就是. Xin lỗi, đến trạm xe lửa đi như thế nào? 对不起,火车站怎么走? 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 Bạn có thể ngồi xe buýt đến điểm dừng thứ hai thì xuống. 你可以坐公共汽车第二站下. 你可以坐公共汽车第二站下.
你可以坐公共汽车第二站下。Xin lỗi, đường số 5A ở đâu? 对不起, 5A 大街在哪儿? 对不起, 5A 大街在哪儿? 对不起, 5A 大街在哪儿? 你 thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ hai thì rẽ phải. 一直往前走。在第二个十字路口往右拐，一直往前走，在第二个十字路口往右拐，一直往前走，在第二个十字路口往右拐。Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết đến quán ăn của ông Triệu đi như thế nào không? 对不起，你能告诉我怎么去赵先生的餐馆吗？对不起，你能告诉我怎么去赵先生的餐馆吗？对不起。你能告诉我怎么去赵先生的餐馆吗? Đi về phía trước khoảng 100 mét, ở phía bên tay trái của bạn, bạn sẽ thấy nó. 往前走约100米, 在你右手边, 你不会错过的。往前走约100米, 在你右手边，你不会错过的。往前走约100米，在你右手边，你不会错过的。Ngày mai bạn dự định lúc nào đến sân bay? 你明天打算什么时候去机场？你明天打算什么时候去机场？你明天打算什么时候去机场？ Bạn sẽ xử lý việc này thế nào? 你会拿这事怎么办？你会拿这事怎么办？你会拿这事怎么办? Cuộc họp thứ 6 tuần tới, họ sẽ thảo luận vấn đề này. 他们将在下周五的会上讨论这个问题。他们将在下周五的会上讨论这个问题。他们将在下周五的会上讨论这个问题。Sau khi tốt nghiệp, bạn muốn làm gì? 你毕业后想干什么？你毕业后想干什么？你毕业后想干什么？Bạn vẫn muốn học tiến sĩ đúng không? 你还是想学博士是吗？你还是想学博士是吗？你还是想学博士是吗？ Tôi muốn tiếp tục học cao học.我想继续深造。我想继续深造。我想继续深造。
Buổi tối bạn làm gì? 你晚上干什么? 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 Có thể tôi sẽ ở nhà xem TV. 我可能会待在家看电视。我可能会待在家看电视。我可能会待在家看电视。 Dì của tôi sẽ đến ở với tôi một vài ngày. 我阿姨会来和我住一些日子。 我阿姨会来和我住一些日子。我阿姨会来和我住一些日子。 Anh ta có về ăn cơm không? 他回来吃饭吗? 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 Ngày mai giờ này tôi sẽ đợi bạn ở quán ăn. 我明天这时候在餐馆等你. 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 Sau khi về đến nhà, tôi sẽ gọi điện cho bạn. 到家以后,我会给你打电话. 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 Kế hoạch của bạn cho kỳ nghỉ hè là gì? 你暑假有什么计划? 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 Tôi đang cân nhắc đi du lịch ở Thượng Hải. 我在考虑去上海旅游. 我在考虑去上海. 旅游 我在考虑去上海旅游. Viện Bảo tàng Nghệ thuật sẽ có một triển lãm về gốm sứ. 艺术馆将有一次陶瓷展. 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 Bạn nghe dự báo thời tiết chưa? 你听天气预报了吗? 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 Chưa, dự báo thời tiết nói gì vậy? 没有,他说什么了? 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 Mấy ngày tới thời tiết nắng đẹp. 以后几天天气晴朗。以后几天天气晴朗。以后几天天气晴朗。 Nhưng hôm nay trời vẫn đang mưa. 可今天还在下雨。可今天还在下雨。
可今天还在下雨。Dự báo thời tiết nói, tối nay sẽ tạnh mưa. 天气预报说, 今晚雨就会停。天气预报说, 今晚雨就会停。天气预报说, 今晚雨就会停。Sau khi nắng đẹp thì thời tiết sẽ thế nào? 晴天以后天气会怎么样？晴天以后天气会怎么样？晴天以后天气会怎么样？Dự báo thời tiết nói tháng tới sẽ có một trận mưa bão. 天气预报说下个月会有一场暴风雨。天气预报说下个月会有一场暴风雨。天气预报说下个月会有一场暴风雨。Và thời tiết sẽ lạnh hơn.并且天气会更冷，并且天气会更冷，并且天气会更冷。Đúng vậy, tôi hy vọng mùa đông năm nay sẽ có tuyết rơi. 是的，我希望今年冬天会下雪。是的。我希望今年冬天会下雪。是的，我希望今年冬天会下雪。Tôi chỉ sợ là trời sẽ không đủ lạnh để tuyết rơi. 我恐怕天不会冷的下雪。我恐怕天不会冷的下雪，我恐怕天不会冷的下雪。Nhưng mà năm ngoái đã có trận tuyết to rồi. 但去年下了大雪，但去年下了大雪。但去年下了大雪。Đúng vậy, nhưng mà sự ấm lên toàn cầu sẽ khiến cho nhiệt độ tăng lên. 是的，但全球变暖会使气温上升。是的，但全球变暖会使气温上升。是的。但全球变暖会使气温上升。Có lẽ bạn đúng. 你也许是对的。你也许是对的。你也许是对的。Tháng tới tôi sẽ đi trượt tuyết.下个月我会去滑雪。下个月我会去滑雪。下个月我会去滑雪。Tôi hy vọng thời tiết lúc đó đủ lạnh. 我希望那个时间天气够冷。我希望那个时间天气够冷。我希望那个时间天气够冷。